Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Tuyên Hỏa Bồ Tát. Đệ tử con Nguyễn Thị Hằng pháp danh Diệu Hằng, con xin phép được đọc bài kệ trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm thứ 12. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hàng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngư lễ, trời người lợi ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ bão tận sẽ xa vào đường dữ, trí tâm quy mạng đại thủy thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già, lợn khôn nghĩ đến đều không biết nẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, giàu xa ác thú cũng ra mau, nếu được không lui lòng kính muộn ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tự sanh. Người này đã phát lòng vi lớn, trước nên chiêm lễ địa đại sĩ hình, nghe tên quy đấng trọn lành, cũng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách, giàu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sót mắt. Người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục ăn uống các ngoạ cụ, cũng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ân trọng cử ngũ tân, rượu thịt tài dâm cùng dối luống, trong 21 ngày chờ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chiêm bao thấy rõ tôn trung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh, đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài, chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họa hoạn người đến nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào, dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay, nhận đến chiêm bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài, muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường, sắp sửa ra đi đối trước tượng, cũng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng, Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dâng y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành, nếu ai đem công hồi Pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh từ khỏi, Quán Âm nên biết đặng tiên bày, truyền khắp thẳng sang nhiều nước cõi. Dạ con xin hồi hướng công đức đọc tụng thuộc bài kệ này, hồi hướng đến cho tất cả các chúng sanh trong ba cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, nguyện cho tất cả các chúng sanh chậm được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước đức thiện căn, có nhân duyên với Tam Bảo, với ngài Địa Tạng Bồ Tát, phát tâm Bồ đề, phát tâm báo ơn hiếu kính với các ngài và được các ngài độ thoát trong tương lai. Dạ con xin tạ ơn Tam Bảo. Ha ha ha,